Anh chờ em lâu chưa? Với em ấy thì anh chờ bao lâu cũng được. À, mình đi nhá. Vâng ạ. Đùa, mệt thế. Lại là con bé nhà quê đấy. Thôi, kệ cô ta đi. À, bây giờ mình đi xem phim nhá. Nhớ là phải đi shopping nữa đây. Anh biết rồi. Đi. Ly, em lên thành phố tìm anh đấy à? Sinh nhật anh, em định làm bất ngờ cho anh. Cô ấy là ai? Cô không cần biết. Cô đem mấy thứ nhà quê này về ngay, cần trương. Trời ơi, vừa mới nhắc xong đúng là thiêng thật đấy. Này, nói cho mày biết, anh Cường là người yêu của tao. Thế nên ấy, bất kỳ một đứa con gái nào cũng không được lại gần anh ấy, không được đeo bám anh ấy, kể cả là trong suy nghĩ, biết chưa hả? Cô nói sao cơ? Anh Cường, em mới là người yêu của anh cơ mà. Sao cô ta lại... Cô tránh ra ngay. Đừng để cho bạn gái tôi hiểu lầm. Này, tôi với cô ấy chỉ là anh em hàng xóm với nhau thân thiết thôi. Cô đừng hiểu lầm lòng tốt của tôi là tôi thích cô, ok? Anh nói yêu tôi, nói tôi chờ anh, nói sau khi học đại học xong sẽ về lấy tôi. Cô đừng có bạn không nói có nhá. Tôi nói như thế bao giờ? Cô đừng có đeo bám trai thành phố như tôi nữa. Cút về quê mà chăn lợn chăn bò đi. Người thành phố, anh thay đổi thật rồi đấy. Mới đi học đại học có mấy năm thôi mà anh đã quên hết những gì anh đã hứa với tôi và bà con làng xóm rồi. Vậy mà mọi người biết tôi ra thăm anh còn mang bao nhiêu là quà lên cho anh nữa. Anh quà quê này, tôi nói cho cô biết nhá, tôi không thích cô. Cô đừng đeo bám tôi nữa. Thôi anh ơi, nói nhiều làm cái gì. Này con bé nhà quê, anh Cường ấy là sinh viên đại học danh giá. Mày nghĩ gì mày có cửa để mày làm người yêu anh Cường hả? Đúng là đồ nhà quê. Bạn gái tôi ấy là thiên kim tiểu thư, con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn. Cô ấy không có cửa để so sánh với cô ấy đâu. Cô hiểu chưa? Mình đi thôi em. Vâng ạ. Mà em bảo, cái cục sắt vụn kia mà cũng gọi là xe nhỉ? Thôi kệ, mình đi shopping đi. Mình đi thôi. Yes, cuối cùng cũng thoát khỏi đám vệ sĩ rồi. Tôi mà bị mù ấy thì mắt cô để đằng sau gáy à mà không nhìn đường. Mau đèn xe cho tôi đi. Cô nói cái gì cơ? Cái cục sắt vụn này của cô mà cũng đòi đền á? Cô biết xe tôi bao nhiêu tiền không hả? Anh nói cục sắt vụn á? Cô biết xe của tôi là bản mới nhất năm nay không? Cô biết bao nhiêu tiền không hả? Người đền là cô mới đúng đấy. Cái cục sắt vụn kia mà cũng gọi là xe nhỉ? Xe của tôi là cục sắt vụn ấy thì xe của anh cũng chỉ là cục sắt vụn thôi. Cô dám anh dâu hay là tôi nhẻo ấy thì cũng đều là người cả thôi, đừng có mà coi thường người khác, hiểu chưa? Cái con người này thật là... Người ấy là cún á, cắn đau thế. Không, cún cắn người. Biến thái. Chết rồi, sao đây lại là nhà của anh ta cơ chứ? Có khi nào bị mất việc rồi bị đuổi việc không nhở? Alo ông nội ạ. Cháu gái của bạn cựu chiến binh với ông ấy ạ. Ông bảo là cô ta sẽ ở lại đây làm giúp việc tạm thời cho cháu á. Dạ không được đâu ạ, cháu phản đối. Bây giờ con bé ra Hà Nội tìm việc, ông cháu mình phải giúp đỡ nó. Với lại con bé cũng vừa học vừa kiếm việc làm, nó còn nhận làm việc nhà cho cháu nữa. Con bé ngoan ngoãn, chăm chỉ như thế, cháu phải học tập nó đi. Nhưng mà cô ta hùng dữ như cọp ấy,
cháu không thể ở chung với cô ta đâu. Cháu không muốn ấy thì dọn ra khách sạn mà. Ông đã quyết rồi, cấm cái. Ông nội. Ông. Tôi không biết đây là nhà của anh, nhưng mà tôi hứa là sẽ chung sống hòa bình và sẽ chăm chỉ làm việc. Chỉ cần anh cho tôi ở lại thôi. Làm giúp việc cho tôi ấy, không dễ đâu. Tôi khó tính lắm. Cô dám cắn tôi, đạp chân tôi, vậy thì tôi sẽ đáp lễ lại cô. Không sao thưa cậu chủ, tôi sẽ làm tốt việc của mình. Sao nhìn mặt anh ta cứ dân gian nhỉ? Nước chấm này thiếu ớt, lấy ớt. Tôi bảo cô lấy ớt, chứ có bảo cô làm sinh tố ớt đâu. Mà cô làm như thế này, như thế thì ai ăn được nữa. Làm ăn khác đi. Khó chịu. Như thế này được chưa ạ? Cay tầm vừa. Nhưng mà tôi chợt nhận ra là những món ăn này ấy, phải chấm với nước tương. Đi lấy nước tương đi. Đáng ghét. Tay tôi bị thương, không xúc được. Anh đang cố tình làm khó thôi đúng không? Có phải trẻ con đâu mà còn đòi bón nữa. Là do ai đó cắn tôi như cún đi chứ. Anh... Thôi được rồi, tôi sẽ bón cho anh. Dám bắt nạt tôi à? Tôi sẽ cho anh biết tay. Lạnh quá. Ở dưới này lạnh quá. Ma! Trả mạng cho tôi. Trả mạng cho tôi. Đáng đời cái đồ đáng ghét. Cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Này, tỉnh dậy đi. Tôi chỉ đùa thôi mà này. Này, tỉnh lại đi. Anh làm tôi sợ đấy. Tỉnh dậy đi. Này, anh làm tôi sợ đấy. Tỉnh dậy đi. Đúng là lắm trò. Đáng ghét. Bố ơi, mẹ ơi, hai người đừng bỏ con mà. Em ơi, anh đang muốn mua con SH đời mới nhất cho bọn bạn anh nhá, nó lác mắt luôn. Có được không em? Trời ơi, tưởng chuyện gì cơ. Chuyện đấy á, đơn giản. Em chỉ cần định bố em vài câu thôi, kiểu gì chả được. Ồ, bạn gái anh ấy, đúng là số 1 luôn. Chả thế. Này, sao con ở đây hả? Ly, sao cô còn ở đây? Này, tao đang nói với mày như nào?
Tao đã bảo là mày không được phép đeo bám bạn trai tao cơ mà. Tại sao mày vẫn xuất hiện trên mặt của tao hả? Hay là đúng là anh với nó có cái gì thật? Không phải như ý của em đâu. Này, cô vẫn chưa từ bỏ được tôi à? Tôi đã nói với cô thế nào rồi? Đừng đeo bám tôi nữa. Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Thôi, cô đừng có dối lòng mình nữa. Tôi biết đấy, là tôi đẹp trai, sinh viên trường đại học danh giá, tương lai sáng ngời. Cho nên là cô ảo tưởng cô yêu tầm tôi ấy, thì cũng phải thôi. Nhưng mà cô nhìn lại bản thân của mình xem, một con nhà quê nghèo hèn có xứng với tôi hay không hả? Thằng nhà quê như anh sống bằng từng đồng bà con gom góp lên nuôi ăn học, bây giờ ăn bám cô ta, một tiểu thư nhà giàu, như thế mà cũng là xứng đáng hay sao? Cô... còn cô nữa, tiểu thư nhà giàu thì làm sao, cũng chỉ là ăn bám mà thôi. Này cái con danh kia, mày nói cái gì vậy? Tôi ấy chỉ ngu ngốc một lần thôi, còn cái loại anh ấy tham phú phụ bần, có xin tôi quay lại tôi cũng không thèm. Này, thế là ý của mày ấy là mày không đeo bám chứ gì? Thế lý do gì mà mày ở đây? Mày ở đây làm gì? Lao động kiếm cơm bằng mồ hôi công sức của chính mình. Quý khách muốn dùng gì ạ? Ôi, tưởng cái gì cơ? Hóa ra là cũng chỉ là một con phục vụ quen thôi à? Đúng là đồ nhà quê. Anh Cường, anh chứng minh đi là anh với con bé này không có gì cả. Cô uống hết cốc nước này cho tôi. Anh... cô muốn uống hay là mất việc? Tôi sẽ bảo với chủ là cô nhổ nước bọt vào cốc nước của khách, rồi thái độ hỗn láo ấy, thì cô sẽ lập tức bị đuổi việc đấy. Cô thấy sức mạnh của người có tiền chưa? Đúng. Này, mày chửi ai được? Còn... dừng lại ngay. Mày là thằng nào mà mày dám? Cậu chủ, cậu chủ tôi. Cậu chủ tôm, đại thiếu gia tập đoàn Ham Group. Sao cậu ở đây ạ? Sao cô lại ở đây ạ? Ai dám động vào bạn gái của tôi? Bước ra đây. Bạn gái cậu chủ ấy ạ? Bất kỳ ai dám đụng vào bạn gái tôi, dù chỉ một cọng tóc, bước ra đây nói chuyện. Ok, cậu chủ ơi, dạ không có gì đâu ạ. Bọn em đang chỉ đùa thôi mà, chứ không có vấn đề gì cả. Ly nhở? Dạ đúng rồi đấy ạ. Cậu chủ ơi, chỉ để hiểu nhầm thôi, cậu chủ bỏ qua cho bọn em nhé. Dạ vâng ạ. Bỏ qua? Được, vậy thì cô uống hết cốc nước này đi. Cái gì ạ? Em á? Không, em không uống đâu ạ. Cốc nước này, anh ta nhổ nước bọt vào để bắt Ly uống rồi. Tự nhiên bây giờ bắt em uống là sao? Vì em... sao? Nói sai à? Còn cả anh nữa đấy. Đúng là kẻ phản bội. Anh đã phản bội Ly rồi. Sao anh quay ra anh theo đuổi tôi? Bởi vì tôi giàu, tôi biết thừa rồi. Đúng là loại là đông... cậu chủ ơi, em thực ra là người em thích ấy là cậu chủ chứ không phải là anh ta đâu. Anh ta em chỉ chơi đùa thôi chứ em không yêu đương gì cả. Này, chính em là người bảo anh hạ nhục Ly đấy. Này, tôi bảo thế bao giờ? Này, anh đừng có nói điêu. Đủ rồi, hai người làm gì nói gì ấy tôi đều nghe và thấy hết cả rồi. Hay là cả hai uống đi. Nếu không ấy, tự biết hậu quả rồi đấy. Cậu chủ ơi, em biết lỗi. Cứu anh thôi, đi, cứu anh. Uống. Thôi được rồi, dừng lại đi. Dù sao thì họ cũng chưa làm gì tôi cả. Cảm ơn em, cảm ơn cậu chủ ạ. Từ bây giờ ấy, tôi với các người sẽ đoạn tuyệt với nhau, không quen không biết. Các người đi. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Cậu chủ, cảm ơn cậu chủ đã trả thù cho tôi nhá. Tôi hả dạ quá. Chắc chắn là tôi sẽ bảo đáp cậu chủ. Thế cô định báo đáp tôi như thế nào? Vậy anh muốn tôi báo đáp bằng cách nào? Chỉ cần là cái tôi muốn thì cô sẽ làm chứ? Tôi hứa. Chúng ta hẹn hò nhé. Tức thật đấy, đáng lẽ ra tôi phải là người yêu của cậu chủ tôi mới đúng. Anh phá đám chuyện của tôi à? Sao lại tại anh? Thế chả tại anh thì tại ai? Tại vì là anh bỏ cô ta ấy, làm cô ta mới cướp mất bạn trai của tôi. Ôi, bực tức mẹ. Cô ấy đúng là ảo tưởng mà. Bây giờ tôi mới nhận ra nhá, Ly đẹp hơn cô nhiều. Ly xứng đáng vớ được hoàng tử.